Và chào mọi người đã quay lại video. Và đêm nay Apple ra mắt iOS 11.4 beta 4 và mình phải tải 236MB ở trên iPhone 6S. Và không hiểu Apple đang làm cái gì. Ở beta 3 thì cái biểu tượng âm lượng này nó sẽ thay đổi khi mà mình trượt. Thì bây giờ ở beta 4 nó lại bị hỏng tiếp rồi. Nhưng lần này khi các bạn kéo xuống thả ra thì chờ một lúc nó mới biểu tượng nó mới bị thay đổi. Đó. Nên không hiểu Apple làm cái gì nữa. Còn lại không có một ứng dụng hữu ích nào mới dành cho người Việt ở phiên bản iOS 11.4 này. Nên mọi người thích lên thì lên, không thích thì thôi. Pin cũng như nhau, hiệu năng cũng như nhau. Lỗi thì chỉ có mỗi cái âm lượng nó có hơi vấn đề tí. Ý là cái icon này thôi chứ âm lượng nó vẫn bình thường. Rồi, và đó là video rất là nhanh của hôm nay và cảm ơn các bạn đã theo dõi.